Xin chào mọi người. Trên xe Vision 2021 có một cái đèn báo có chữ Eco rất là khó chịu. Chúng ta chạy trên đường thì lúc thì nó nhập nhằng, nó sáng, lúc thì nó mất, và chúng ta không thể tắt được cái đèn Eco đó. Thì cái đèn Eco đó có ý nghĩa gì? Làm sao để tắt được và có tắt được hay không? Thì xin mời mọi người cùng theo dõi video sau. Bây giờ mình khởi động này. Rồi, chạy ra trên đường. Mọi người quan sát nhé. Rồi, chúng ta thấy đèn Eco nhấp nháy đúng không? Đó. Rất là khó chịu luôn. Đó. Nó nhấp nháy ở trên đường rất là khó chịu nhé. Mình xin giải thích cho mọi người nhé. Đây là cái chế độ báo tiết kiệm nhiên liệu. Cái đèn này là chúng ta không thể tắt được. Chúng ta không thể tắt được cái đèn Eco này. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta giữ đều tay ga, vòng tua máy ổn định, tốc độ xe ổn định, thì đương nhiên là cái đèn báo này nó sẽ sáng, để thể hiện cho người lái biết rằng là chế độ lái xe này là phù hợp với điều kiện, tức là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Còn khi chúng ta lái xe trong điều kiện khắc nghiệt, ví dụ chúng ta lái xe ở chỗ đông người, chúng ta phải tải nặng hoặc chúng ta khởi hành, thì tại thời điểm đó đòi hỏi cái lượng nhiên liệu phun vào động cơ phải đậm đặc hơn, cho nên cái đèn Eco này nó sẽ ẩn đi, nó sẽ tắt đi. Vậy khi nào chúng ta thấy cái đèn Eco tắt đi, có nghĩa rằng là xe của chúng ta đang hoạt động ở chế độ là khắc nghiệt. Và khi nào mà chúng ta thấy cái đèn Eco này sáng, có nghĩa rằng là xe của chúng ta đang vận hành ở trong chế độ hết sức là hợp lý, hết sức là tiết kiệm nhiên liệu, và cái lượng tiêu thụ nhiên liệu nó rất là phù hợp cho cái chế độ chạy. Cứ bao giờ thấy đèn Eco sáng thì cái lượng tiêu thụ nhiên liệu tiêu thụ rất là hợp lý, rất là tiết kiệm, và xe của chúng ta đang vận hành rất chi là trơn tru. Hay nói tóm tắt một cách dễ hiểu là cái đèn Eco ấy nó hiển thị cho chúng ta biết là xe đang trong chế độ tiết kiệm nhiên liệu hay là đang trong chế độ là tiêu thụ nhiều nhiên liệu thôi. Thì chúng ta cứ vận hành xe bình thường, không có để ý gì đến, vì là khi nào cần tải nặng, cần vượt tải, cần đi đường đông, đường dốc thì chúng ta phải đòi hỏi nhiều nhiên liệu để xe nó mạnh mẽ hơn, đúng không? Vừa rồi mình có trình bày giải thích cho mọi người ấy, cái đèn Eco lúc sáng lúc tối là ý nghĩa là như thế nào, và chúng ta không thể tắt được đâu. Chúng ta không thể tắt được cái đèn đó. Chúng ta cứ để cái đèn đó nó hoạt động bình thường theo như lập trình nhà sản xuất đi. Đó là cái câu trả lời cho rất nhiều anh em thợ hỏi mình, cũng như anh em khách hàng hỏi tại sao cái đèn này cứ nhấp nháy. Nhiều khi mọi người tưởng nó là cái đèn báo lỗi, hoặc là tưởng là cái dây điều khiển đèn đó nó chạm chập ra mắt sườn, nhưng không phải đâu, chế độ của nó hoạt động là như vậy đấy. Rồi, video mình làm tới đây là hết rồi. Xin chào mọi người có câu hỏi gì thì hãy bình luận xuống video này, để lần tới mình sẽ làm video và mình sẽ trả lời tiếp nhé. Và xin chào mọi người.